ba cái này hộp vịt kho. Ừ rồi đó, đường quá trời ngủ ngon. Ngủ ngon hả? Ừ. Đường gì mà em trời đã ngủ đã không sao? Ừ. Trời ơi đã hơn ở dưới. Nó có bị cấn lưng không? Không. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ tiếp tục đang có mặt tại nhà của ông Sáu, cô bác quý anh chị. Và đây là cái căn nhà của ông Sáu nè. Thì trước đây mà khi Bùi Hồ cùng với lại một người cô mua cho ông Sáu một cái giường với lại cái bàn để cho ông Sáu thờ người vợ của mình á, thì lúc đó thì ông Sáu không có nhà. Và hôm nay thì cũng hôm qua thì đến cũng không gặp ông Sáu. Chào ông Sáu. Hôm qua con kiếm ông rồi, ông đi đâu ông Sáu? Đi mà đi về. Dạ. Đi về bên mấy đứa con. Chuyện sao? Về chơi hả? Ừ. Rồi bữa nay tao mới tới đây nghe nói rằng cháu tao nói bữa nay nó qua. Dạ nay con qua nè. Ừ. Không gài lại nhà này ông không ở luôn. Cũng về qua à. Mấy bữa trời ơi. Ít bữa cũng về này, về quê này. Không ở đâu. Sao vậy? Trời ơi con ở không được con ơi. Ông được rồi, ông về bển mấy ngày? Một hai bữa à, thời gian đằng ghế khó khăn quá con ơi. Ghế giờ sụt đủ rồi, sụt đủ. Quá trời khó không ơi. Rồi à, ông về bển chơi vui không? Trời ơi, nhà nó vắng vẻ buồn chết lý mẹ, vui gì. Cự lộn nó qua. Mất cự qua hả? Ừ, rồi cái đứa cháu ngoại đưa về đây nè. Sao cự? Trời ơi, cô vô này nữa, con ơi, trời ơi. Ông Sáu có rượu không? Không. Không hả? Ừ. Ở vô nhà đi ông Sáu. Ừ. Hôm trước này ông Sáu, con mua cho ông Sáu cái giường đó. Ừ, giường đóng đó, với cái này ha. Dạ. Ừ. Mua này để cho ông Sáu thắp hương cho bà Sáu. Ừ. Ồ, hôm trước rồi dẹp rồi, ông Sáu sao cứ để củi đồ trong này? Ừ, là để đi, tao có đem trong này chùm. Thôi ông Sáu ô dơ lắm nè, con dọn rồi mà ông Sáu vẫn đi gan vậy nữa nè ông Sáu. Bất đèn hả? Bất đèn ở trong này. À, mua cho hôm trước thì chị Thu có gửi 200 USD để mà mua đồ vật dụng cho chị Thu ở Việt Kiều Mỹ, cô bác của anh chị. Gia đình chị Thu với anh Tuấn ở Việt Kiều Mỹ á. Gửi cho ông Sáu 200 USD để mua cho ông Sáu cái giường để ông Sáu ngủ cây cách biệt với cái phần này nè. Mà hôm trước là mình với lại cô hai cũng có dẹp rồi, mà hôm nay ông Sáu cũng để củi trong nhà kìa, ly kìa. Ngồi đi ông Sáu ơi, thôi ngồi đi ông Sáu, để đó đi, để đó đi. Khoan hơi dẹp dọn. Ông lại ghế giỏng ông ngồi đi. Chút nữa có nữa ông lên trong chậm. Nhưng mà củi đi ông phơi ở ngoài sân chứ sao ông để trong nhà? Khô rồi. Dạ? Khô rồi. Khô rồi, ông để trong nhà thì ông để trong cái bếp đó ông Sáu, ông để ngoài này mối một nó vô á. Để dùng bếp. À, mua cho ông Sáu một cái bàn này nữa nè. Với lại có niệm. Rồi không? Cái bàn này nhiêu? Lúc trước đó con mua cái con quên rồi. Cái chổng nhiêu? Con quên luôn. Lúc đó mua thì con cũng có công bố với Mạnh Thường Quân rồi. Con công bố ở trong cái clip cũ rồi. Chứ bây giờ cũng gần tháng mấy con mới quay lại ông nè. Con cũng đi làm công việc, đi dạy học đó. Hôm nay con mới quay lại ông nè. Thì lúc đó ông... Ngày qua thằng cháu nói cậu đó kiếm ông. Qua đi mới về qua. Dạ. Rồi tao trông mày sáng giờ. Dạ. Nhưng mà con kiếm ông mấy lần rồi đó, con kiếm ông 2-3 lần, con kiếm ông không có luôn á. Không có, bị đi về bên cháu, bên con gái chơi. Dạ. Rồi mới về đây nè. Dạ. Rồi ở buồn quá cậu ơi, nhà này, xứ nhà, đây nó bền. Ở đâu không bằng ở chỗ này. Nó thiệt cậu. Nhưng mà là lần đầu tiên là ông Sáu về gặp là có bất ngờ không? Hả? Gặp có cái giường bất ngờ không? Không. Quá trời giường êm rồi. Giường quá trời ngủ ngon. Ngủ ngon hả? Ừ. Giường gì mà em quá trời đã. Ngủ đã không sao? Ừ. Trời ơi đã hơn ở dưới. Nó có bị cấn lưng không? Không. Bị cái ấy nó dày nè. Cái niệm hả? Ừ. Ngủ mát lắm. Rồi gặp cái bàn này có chỗ thờ cho bà Sáu rồi ông vui không? Vui chứ không, trời ơi con cháu cho rồi vui chứ không lại buồn. Thấy không? Không ngày ông Sáu còn tiền xài không? Trời ơi tiền không xài con ơi. Tiền bây giờ hiếu.
Mà con cái nó không cho ông hay sao? Cho đâu. Nuôi gì nó có cho đâu. Thuốc men mình mua hút mà khi nó không cho nó không có cầu ấy. Khổ lắm. Con cái của ông Sáu làm gì ông Sáu? Trời ơi, nó cũng mừng ruộng. Mừng ruộng thì nuôi cơm cho ông Sáu. Ông Sáu về bên đó ở là con cái báo hiếu được rồi. Trời ơi, ở không được cậu ơi. Ở dễ khó khăn quá. Rễ bây giờ nó mắc mỏ lắm. Ở với con ruột được mà rễ khó quá. Ở không nổi. Mấy phút về đây nè. Thằng bổn, thằng cháu cho nó nói ông qua đây. Ngày nay chứ có người lợi ông. Thì bữa nay con hướng lại nè. Cho kiếm ông mấy lần rồi. Kiếm không có, bị ông gì bệnh. Mới viện qua nè. Mới viện qua. Nhưng mà được, nếu được thì ông Sáu quay lại nhà con ở luôn đi. Nhà đâu? Con cái á. Ôi trời ơi, ở với con được rồi mà rễ khó quá trời cậu ơi. Rễ mắc mỏ quá. Rễ giờ rễ dữ lắm cậu ơi. Mắc mỏ lắm. Trời ơi, cự lụ nó ngày qua cũng quyết liệt quá. Tiền cái này đâu có xài. Con nghe nói ngày xưa là ông Sáu khá giả lắm không ông Sáu? Trời ơi, con nghèo chết mẹ khá gì đâu. Con nghe ta nói ngày xưa ông giàu lắm. Không có giàu. Đây bên vợ đâu có giàu lắm gì. Lỡ vợ còn cũng lúc nổi qua ngày đâu giàu có gì. Ngày xưa ông có đất cát nữa mà phải không? Không có đất. Không có hả? Vậy là hàng xóm ta nói sai rồi. Sai. Đất đồng có nhiều phải có, bây giờ đâu có tệ hậu như này. Tàn tệ. Dạ. Mấy cậu lo như vậy là cũng ông mừng. Không có cũng sống được. Rồi sáng nay ông Sáu nấu cơm ăn chưa? Rồi. Đâu nấu ăn gì con coi coi. Có gì đâu. À, nấu chưa? Rồi. Đâu cho ông vô mở ra cho con coi với ơi. Có gì đâu ăn. Ngủ ban ngày ông Sáu nên cuốn mùng lên đó ông Sáu. À có ba cái này. Hộp vịt kho. Rồi đó, với cơm rồi. Cơm này, hộp vịt mua nhiêu tiền? Vài ngàn. Nấu củi không sao? Củi. Trời ông Sáu để gì ha, con có nói có ngày ha. Là nó sẽ cháy á, gớt củi xuống sao, đó là bắt bên kia là cháy đó. Không sao, bị ông tử tế lắm. Ôi ông phải chấp gọn lại thẳng khóm được kìa, dây leo được kìa ông Sáu. Nói chung là ông Sáu phải giữ vệ sinh nè ông Sáu ơi. Con khuyên ông nè, ngủ ban ngày á nên cuốn cái mùng này lên. Lý do là to ông cuốn lên cho nó sạch sẽ. Chứ hôm trước con mua mùng mới cho ông mà. Rồi nệm của ông kìa. Mới nè. Nệm coi, nệm mới luôn á. Đó, ông ngủ ông giữ vệ sinh đó ông Sáu. Để thôi nó dơ, nó bắt rồi nó dơ ông Sáu. Để ở dưới nhằm khi mà gắn chuột rồi ông Sáu. Bò lên ha. Bò lên. Hôm trước con với cô Hai về dẹp dọn quét lau với lại anh kia, anh thấy thương ông Sáu á. Ông dẹp dọn quét lau cho ông Sáu rồi. Hôm nay ông Sáu lại. Nè ông Sáu mấy cái ly mũ nữa nè, ông Sáu nữa chắc ra ngoài nha. Đêm mỏi đó là chầm hết trơn. Dạ. Thôi để đó đi ông Sáu ơi, qua đây ngồi đi ông Sáu. Rồi chừng nào ông về bên con ông lại? Không có về nữa cậu ơi. Không về nữa hả? Về khó khăn quá, về đâu luôn. Mất bỏ quá. Nói vậy chứ cũng có thương mình sao không thương ông Sáu? Về khó khăn quá cậu ơi. Làm gì nó cũng kể lễ ra coi sao ở đâu. Làm gì cũng kể lễ sao ở đâu. Ăn gì? Thì đây mình ăn cơm gì đó, nó cho chị ăn cái rồi nó kể. Kể sao? Có rượu luôn kể. Cái này cái nọ vậy đó. Mình chịu không nổi. Mình hiền mà gặp vậy mình đâu chịu nổi. Lại nói thiệt cậu cũng rắc rối lắm, tiền bạc không có xài. Cậu ở đâu? Con Tân Bình nè.
Thưa cô bác quý anh chị, hôm nay thì ghé thăm của ông Sáu. Nhà ông Sáu thì hôm qua thì Bùi Hồ có ghé một lần, nhưng mà ông Sáu về nhà con của mình, hình như là cháu nội cháu ngoại gì rước hôm qua không sao? Cháu ngoại rước qua, rước về chơi, rồi sau đó đưa về, ông kêu đưa về đây đó. Thì Bùi Hồ cũng kiếm ông Sáu 2-3 lần để thay mặt của chị Thu gửi số tiền còn lại. Thì lúc trước thì chị Thu ở Việt Kiều Mỹ á, có gửi cho Bùi Hồ là 200 USD, tương ứng với lại 4.700.000 đồng. Thì sau đó thì Bùi Hồ mua cho ông Sáu cái giường, cái bàn, mùng mền, chiếu gói, rồi móc rồi luôn, rồi tổng nước tương rồi luôn. Lúc đó ông Sáu thấy không? Thấy nước tương đường rồi luôn nha. Thấy rồi là tổng cộng là 2.756.000 đồng. Thì còn lại cái số tiền là 1.944.000 đồng. Thì hôm nay thì mới có dịp trao cho ông Sáu nè. Đó, hôm nay con mới có dịp trao cho ông nè. 1.944.000. Rồi, được nhiêu được. Cảm ơn con. Thì ông Sáu thì con thay mặt cho chị Thu, gia đình của chị Thu với lại anh Tuấn ở Việt Kiều Mỹ gửi trao cho ông ha. Thì ông 1.944.000 đồng thì con hồng vô con gỡ mới là con gỡ cho ông 2.000.000 luôn nè. Một đó, ông đếm coi 2.000.000 có đủ không? 2.000.000 đủ rồi. Dạ. Cảm ơn ha. Dạ. 2.000.000 này xài được bao nhiêu ngày? Trời ơi, không biết nhiêu cậu ơi. Cũng mấy tháng à. Dạ. Đâu có xài mau đâu. Mình thiện rồi thắng. Giờ ông Sáu cứ để đó đi con nói chuyện không? Rồi mai mốt á, con lần sau con mà có xuống thăm ông á, thì đồ củi á, ông nên để ở ngoài. Mưa thì ông lấy miếng bạc cho đó ông đậy lại. Ha. Đây mùng mền ngủ á, thì ông nên cuốn lên để cho gắn vít nó không có bò vô ha. Nói chung là ông phải giữ vệ sinh nè, mấy đôi dép này nè, đôi nào ông còn xài á thì ông xài, còn không xài thì ông nên để ngoài luôn ha. Không sao. Cái đó là con góp ý với ông chứ không phải là con chỉ ông gì nha. Hứa con không? Hứa, cảm ơn con. Dạ. Ông ở vậy nhằm khi nó ảnh hưởng đến sức khỏe của ông á, ông lớn tuổi á. Bị Covid 19 này nó hoành hành quá. Thôi nên vậy hôm nay thì đến đây Bùi Hồ thay mặt cho chị Thu và anh Tuấn ở Việt Kiều Mỹ gửi cho ông Sáu số tiền còn lại là 1.944.000 đồng. Thì Bùi Hồ giao luôn 2.000.000 đồng. Thì thay mặt cho ông Sáu chân thành cảm ơn của chị Thu đã đồng hành cùng kênh, gia đình của chị Thu đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin chúc chị cho và anh có một cái sức khỏe an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại. Con chào ông Sáu. Ông Sáu có nói lời nào với Mạnh Thường Quân không? Không. Cảm ơn con. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, con chỉ ra trao tiền thôi à. Giờ nói gì giờ? Cảm ơn Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn Mạnh Quân với cảm ơn cô Thu gì đó. Dạ. Rồi thôi con về nha. Rồi bye bye em sau.